Xin chào các bạn, đây là hai chú chim con mình mới bắt về. Đấy. Và bắt về hôm qua mình đã căn cái thời điểm mà nuôi chim rất là dễ nhất, đây là khi chim đã đủ cứng cáp. Đây. Wow. Đây là cám mình sẽ cho chim ăn. Cây hơi dài rồi, mình phải tiến hành bẻ lại. Mới bắt về cho nên như vậy. Mình sẽ lại. Hơi khó khăn một chút do mình phải quay clip cho các bạn coi. Đấy, các bạn thấy không? Biết giữ một tay. Chưa, là ghê quá rồi. Đấy, mình sẽ cho chim ăn lần lượt như thế. Đấy. Cứ xúc thìa nó ăn y như là mớm trẻ con thế thôi. Bạn nào có nhu cầu mua con này thì nhanh chóng liên hệ với mình. Nhá. Mình rất ít bán loại chim bồ trào, à quên. Bán nhanh thì mình còn đi kiếm tổ mới. Đấy. Một lần cho ăn loại chim này nó ăn hơi tốn các bạn ạ. Tốn nhiều cám. Hai con rất là đẹp. Nó đúng một cặp luôn. Đây, hai chú chim ăn no xong rồi giờ bắt đầu là rượu lông ngựa cắn rất là đáng yêu. Con kia nó lớn hơn. Chắc là để trước. Khả năng là nếu mà hai hôm qua hôm kia tôi không vào lấy nó biến mất rồi đấy. Nhầm nhắm. Xui xui xui, về quái thôi. Con vịt cắn rất là vui. Chờ một tuần nữa mà tôi quay clip thì các bạn không nhận nó luôn. Nghe lắm, thôi trèo lên cho nó ngủ.